Cuộc tranh luận trực tiếp giữa Tổng thống Joe Biden và đối thủ Donald Trump vừa diễn ra được đánh giá sẽ có ảnh hưởng lớn tới lựa chọn của cử tri Mỹ trước thềm bầu cử. Cuộc tranh luận diễn ra dưới sự điều hành của hãng thông tấn CNN tại thành phố Atlanta, Mỹ. Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Trump đã không bắt tay nhau khi bước vào sân khấu cuộc tranh luận, tương tự như trong lần tranh luận trước vào năm 2020. Theo quy định, ông Trump là người được phát biểu cuối cùng, trong khi Tổng thống Biden được quyền chọn vị trí đứng trên sân khấu. Hai ứng viên Tổng thống Mỹ tranh luận về các chủ đề kinh tế, quyền phá thai, chính sách đối ngoại, vấn đề nhập cư. Trong quá trình tranh luận, màn công kích mạnh mẽ nhất phải kể đến việc Tổng thống Biden nhắc đến việc ông Trump vừa bị Tòa án New York kết án hình sự trong vụ dùng tiền bịt miệng diễn viên phim khiêu dâm Stormy Daniels. Đáp trả, ông Trump chỉ trích đối thủ về vụ án của Hunter Biden, con trai Tổng thống Biden. Cuộc tranh luận giữa Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Trump kết thúc sau 90 phút. Về thời gian phát biểu, ông Trump đạt được khoảng 40 phút 12 giây, trong khi thời gian của ông Biden là 35 phút 41 giây. Các quản lý cấp cao chiến dịch tranh cử của ông Trump đã tuyên bố chiến thắng trước khi cuộc tranh luận kết thúc.